火锅也蛮合适。的天气凉快，吃火锅也蛮合适的。天气凉快，吃火锅也蛮合适的。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gần nhà mình. Huá cha phụ chín. Nếu. Nếu Là bạn bè. 既然是朋友. Đồ uống. Yến Giá cả lại khá hợp lý. Giá cả cũng hợp lý. Hợp khẩu vị. Hợp khẩu vị. Lợi hại vậy á? mới lợi hại. Xem tình hình đi. Xem Alo ấy sẽ đúng giờ mà hỏi chuẩn sứ đó. học sinh Xuyến sở hiệu quả quả thực cực kỳ tốt Chào của tráng khảo. hiểu rất ít 懂得很少，命又糟。我明白。lúc nào cũng hoan nghênh，随时欢迎。đã năm rưỡi rồi，已经五点半了。còn cần chuẩn bị cái gì？ Hãy nào chuẩn bị gì? Bữa tối, bữa tối. Tối nay ăn lẩu, tối nay ăn lẩu. qua tùy em lẩu. cua Tùy em đi thôi, nỉ Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. 咱们走吧。土地曼美，天气凉快，很合 đ 蛮合适的。